Mình cũng chả có gì nhờ, để mình lấy cái reroll này đánh cái gì ta. Demacia. Quả đã, nhưng mà nhà này cũng từ Marcia. Sao giờ Rare Rare này thích đánh từ ma thế? Ơi giàu ấy. Giàu ấy chưa. Cái lượt làm mới này tích lại được mà đúng không? Nó bảo là lượt làm mới thôi, đâu phải là lượt làm mới phải dùng ngay đâu đúng không? Tích, tôi nhớ là tích được. Những bờ môi mím chặt. Đù, mình mua số đài xài vác cả đài. Này thì kêu ba nhà này tí nó cũng sẽ đánh queen thì mình đánh kiểu gì hờ lúc. Chưa nghĩ ra cách đánh. Not Bastion. Cái búa thách đấu à, thách đấu phèn lắm các bạn, thì con Fiora nó không phải là con tướng. Kiểu xưa thì nó sẽ có cái gì để bail out nhỉ? Có cái lắp kính nhắm là giờ thì không có. Noxus vẫn ngon, Noxus thì cũng tệ. Tôi hy vọng là đồ tệ ở Demacia hoặc là gì đấy thì tử tế hơn, nhưng mà được rồi. Chúng ta có thể bắt đầu trận mới rồi. Fortune nào. Bỏ để Marcia, sao bỏ để Marcia được không? Tốc chạy nhiều hơn lại còn đòi chạy ít đi thì nó sợ rồi. Thế mới bảo đánh ớp nó phải linh động mà, ớp sẽ phải xoay chuyển liên tục.
Tại sao lại gặp thằng không đồng vậy? Không đồng cũng ăn được đi lá khung. Này được rồi, 5k làm kèo thế, trận này khó top 1 lắm. Tỷ lệ trận này top 1 nó kiểu thấp kinh người các bạn ơi. Nhà này đã queen 3 rồi, tưởng. Giao rôn ở Giao Văn 2 trận này 3 nhà từ Malaysia. Có một được một phụ 2, tôi biết nhưng mà trận này khó như thế. Làm sao được nổi. Ván 2 này. Cắt một cái Marcia này đi với một con này đi. Để dùng gì Bill Water. Ê, bỏ được con này nữa. Dùng được dũng sĩ gì đấy. Dạ hỏi anh tôi nghĩ Nila mang đồ ánh sáng mạnh hơn Commander à, cũng tùy. Nói chung là Nila bản này mạnh. Không biết tại sao nớp nhưng lại mạnh. Mỗi thứ một tí. Zavan. Zavan lùa cho gát vãi nổi thế. Lộn hai vòng cho khát xà lan với cái gì à?
Ủa, nhiều nhà cho gắt 3 đấy vậy à? Taric 3, Sona 3, cái lìn gì thế? Copy này kinh nhỉ? Taric 3, Sona 3. Xây 3, mình vẫn thắng tiếp. Ảo thật đấy. Gặp nhà này tiếp à? Oh, nice. Nhà này chơi Hammer Carry á, phí tiền đấy. Có rồi, cho gác đuổi theo giết chết Nila luôn không? Chết mẹ đi là trời luôn đi này. Hammer carry bao nhiêu đam? Để xem các bạn. Nếu sút được ra van mình ra rác ấy. Đỏ vãi chưởng mới sút được ra van của mình ra đấy. À, nay mình thua nó cái trận đất cắt chuỗi cũng sàn đấy. Không có một cái gì tử tế các bạn. Mày thế nó không đá chết kìa à, mà nó là đá cút luôn thì đúng là vĩnh nguyệt cuộc đời luôn quá. À, trụ ba sửa có hơn ông ta đa một đá fury gần như là chả có bao nhiêu. Bên gì à, bên cái trụ đấy á, cái trụ đấy như cái nịt đi bạn, không nhận đi bạn. 500k nó có độ pin 10 kíp với á, pin nhưng mà khổ quá, donate nhầm người rồi. Tôi không bao giờ đi phát gift đâu mà các bạn bảo tôi đi phát gift. Bảo ai chứ, bảo tôi đi phát gift là người nhầm nhất rồi đấy, tôi không có đi phát gift đâu. Let's go. Chiến binh. Khoan đã. Chiến binh nào mạnh hơn? Chiến binh của tôi mạnh hơn. GG. Má mày flex. Vãi chưởng chưa? Được chưa? Xứng đáng chưa? Quá xứng đáng với top 1 này. Flexing vãi cả chưởng.